Dương ơi, Dương. Nào, tay vương quá. Đây. Bố cậu đang ở nhà tớ. Bố cậu đang ở nhà tớ đây. Bố cậu đang ở nhà tớ á? Bố cậu ở nhà tớ. Anh đừng quá căng thẳng anh ạ. Anh uống nước đi. Không, tôi bình thường mà. Chào bác ạ, ở nhà bố. Ồ, bố sang đây làm gì? Bảo, ra đây ngồi. Hôm nay con với cả Dương có bỏ học bỏ thi gì đâu ạ? Cháu cũng không rủ dê thì con trai chú đâu. Sao mày ngu thế hả? Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi. Chú, sao chú động tay động chân với Bảo? Giống y như là. Thế bao nhiêu bao cao su bố mua cho mày, mày không dùng à? Anh cũng đừng căng thẳng như thế. Tôi tính rồi. Có lẽ bây giờ chúng nó đang học đại học. Mình phải xin bảo lưu một thời gian cho chúng nó. Rồi nếu chúng nó yêu nhau, cho đăng ký kết hôn. Đứa trẻ sinh ra, tôi với anh cùng nuôi. Thôi thì con cái là lộc trời cho. Tôi cũng không có ý kiến gì anh ạ. Vâng. Bố với bác đang nói cái gì đấy ạ? Con cái gì cơ ạ? Nuôi ai cơ ạ? Chỉ nuôi con của chúng mày chứ còn nuôi ai? Thế mày nghĩ ngủ với nhau cho vui à? Bố nói rõ hơn được không? Con không hiểu gì cả. Ý bố là con có bầu á? Chỉ còn gì nữa? Dương, cậu có bầu á? Cậu ngủ với ai? Sao cậu lại phản bội tớ? Cậu làm cái gì đấy? Làm cái gì?